Thiên Phước và Kim Quý kính chào quý vị khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý bà con, nông dân đồng bằng sông Cửu Long lần đầu tiên xuất khẩu hạt giống dưa hấu sang Nhật Bản. Từ câu chuyện này cho thấy, nếu được đầu tư chuyển giao hỗ trợ khoa học kỹ thuật đúng đắn thì người nông dân nước ta có thể sản xuất ra nhiều sản phẩm đạt các tiêu chuẩn khắt khe nhất trên thế giới. Câu chuyện này với những thông tin nổi bật về nông nghiệp khác sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Xin mời quý bà con quan tâm đồng hành cùng với chương trình. Tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng gần 500 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn. Lâm Đồng phát triển 5 dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân nông thôn. Nông dân đồng bằng sông Cửu Long lần đầu xuất khẩu hạt giống dưa hấu sang Nhật Bản. Chuyên mục con số hôm nay, mực nước sông Hồ thấp nhất lịch sử quan trắc. Chuyện nhà nông, nông thôn mới ở một xã vùng xa. Mở đầu chương trình hôm nay như thường lệ sẽ là những thông tin sản xuất đáng chú ý được chúng tôi cập nhật từ tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý bà con, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng nhiều mô hình đảm bảo an sinh xã hội, trong đó có tuyên truyền, vận động xây dựng gần 500 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn. Tùy vào điều kiện môi trường của từng địa bàn, mô hình đảm bảo môi trường đã tác động tích cực trong xử lý chất thải rắn nông thôn, thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Đặc biệt, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nên ý thức của người dân trong vùng nông thôn ngày càng được nâng cao. Nếu như trước đây, rác thải sinh hoạt hoặc rác thải nông nghiệp bị vứt bỏ bừa bãi, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân, nhưng kể từ khi mô hình bảo vệ môi trường ra đời, đã được người dân chấp hành, thực hiện nghiêm việc bỏ rác đúng nơi quy định, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, bà con đã nhận thức rất cao việc xả rác và bỏ rác, đồng thời tham gia tích cực dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh, sử dụng nước sinh hoạt được thực hiện đảm bảo. Thực hiện lồng ghép hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tỉnh Lâm Đồng xác định chú trọng đến xây dựng và phát triển 5 dịch vụ xã hội cơ bản là y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch vệ sinh và thông tin cho người dân nông thôn. Để làm được điều đó, các địa phương đã sử dụng nguồn vốn chương trình nông thôn mới, ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng cần thiết, lồng ghép vốn đầu tư công để xây dựng và nâng cấp các công trình nước sạch nông thôn, ban hành chính sách xã hội hóa trong đầu tư và khai thác công trình nước sạch nông thôn. Qua 3 năm thực hiện, đến nay toàn tỉnh có 430 công trình thủy lợi lớn nhỏ với 860 km kênh mương các cấp kiên cố hóa. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh là 88%, trong đó tỷ lệ người được sử dụng nước sạch là 24,5%, tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế là 96%. Xin được chuyển sang một thông tin liên quan đến sản xuất tại địa phương. Thưa bà con, tính đến tháng 6 năm 2019, trên địa bàn huyện Lạc Dương có 10 hợp tác xã, 34 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và 2 mô hình kinh tế trang trại. Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 5 hợp tác xã, 9 tổ hợp tác. Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lạc Dương, kinh tế tập thể tiếp tục được phát triển trên địa bàn huyện. Các hợp tác xã đã được chuyển đổi theo quy định luật hợp tác xã năm 2012. Một số hợp tác xã đã có sản phẩm chất lượng, có sức cạnh tranh trên thị trường. Riêng các tổ hợp tác đang là mô hình để triển khai hình thức liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm của nông dân địa phương với các doanh nghiệp. Liên tục chương trình, nông dân đồng bằng sông Cửu Long lần đầu xuất khẩu hạt giống dưa hấu sang Nhật Bản. Chuyên mục con số hôm nay, mực nước sông Hồ thấp nhất lịch sử quan trắc. Chuyện nhà nông, nông thôn mới ở một xã vùng xa. Xin được chuyển đến với câu chuyện sản xuất của bà con một số địa phương trên cả nước. Thưa quý bà con, một nhóm nông dân tỉnh Hậu Giang được chuyển giao khoa học kỹ thuật từ Nhật Bản, vừa sản xuất thành công hạt giống dưa hấu ưu thế Lai F1 đủ điều kiện để xuất khẩu sang Nhật Bản. Đây là một thông tin rất đáng mừng với nông dân đồng bằng sông Cửu Long, mở ra cơ hội tự chủ hạt giống, giảm giá thành sản xuất trong tương lai. Khoảng 8,1 kg hạt giống ưu thế Lai F1, giống dưa hấu không hạt, đạt độ thuần chủng khoảng 99,97% do nông dân ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang trực tiếp sản xuất, đã đủ điều kiện để xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản. Đây là kết quả của việc chuyển giao công nghệ cho nông dân từ một công ty nông nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản, thông qua tập đoàn Lộc Trời. Việc sản xuất khảo nghiệm bước đầu được thực hiện trên diện tích 2.000m2 đã đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của Nhật Bản. Khó khăn là dưa nó bị mưa trái mùa và nó bệnh. Cái khó khăn thứ hai nữa là cái mình đi phân quá thì dưa nó sẽ bị hư ruột, đường ruột á, mình phải làm cho đúng chuẩn. Chúng ta đang tiếp tục nhỏ
phát triển ra ngoài nước Nhật. Ngay cả Việt Nam này chúng ta cũng sẽ chuyển cái giống dưa thôi để trồng ở đây. Vì đây là cái giống dưa rất là không hạt, nó rất là ngon, dễ bảo quản, màu sắc nó đẹp. Như vậy, con số 8,1 kg hạt giống xuất khẩu chỉ là kết quả bước đầu để khẳng định nếu được đầu tư, chuyển giao, hỗ trợ khoa học kỹ thuật đúng đắn và trao cho họ niềm tin vào năng lực của mình, thì nông dân đồng bằng sông Cửu Long có thể sản xuất ra nhiều sản phẩm đạt các tiêu chuẩn khắt khe nhất trên thế giới. Liên quan đến câu chuyện tìm đầu ra bền vững cho nông sản, hiện cả nước chỉ có khoảng 24% hợp tác xã nông nghiệp có liên kết đầu ra với doanh nghiệp, thế nên tình trạng khó tiêu thụ nông sản dẫn tới ùn ứ, phải giải cứu diễn ra liên tục. Đây cũng là minh chứng cho thấy còn thiếu sự kết nối giữa các hợp tác xã với doanh nghiệp tiêu thụ và việc đẩy mạnh tổ chức diễn đàn kết nối nông sản hợp tác xã với các doanh nghiệp như sự kiện mới diễn ra gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh được xem là biện pháp tốt để góp phần khắc phục bất cập này. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, một nghịch lý ở nước ta hiện nay là trong khi chỉ có chưa đầy 1/4 trong tổng số 14.500 hợp tác xã nông nghiệp tham gia cung ứng nông sản cho thị trường nội địa, thì các nhà bán lẻ, hệ thống phân phối hiện đại lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung hàng hóa, tình trạng sản xuất dư thừa, phải giải cứu nông sản liên tục trong khi hệ thống phân phối thiếu hàng, cho thấy còn thiếu sự kết nối giữa các hợp tác xã với doanh nghiệp tiêu thụ, giữa cung và cầu chưa gặp nhau. Với cái nhu cầu tiêu thụ của các cái hệ thống bán lẻ thì chúng tôi rất là muốn là hợp tác xã phải tái cơ cấu cái sản phẩm của mình. Với cái thứ nhất là gì? Đảm bảo được cái chất lượng yêu cầu của thị trường. Vấn đề thứ hai là đảm bảo cái nhu cầu thường xuyên. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường tiêu thụ lớn nhất nước, gần đây đã có nhiều mô hình kết nối sản xuất tiêu thụ nông sản được thực hiện mang lại hiệu quả cao như tiêu thụ vải thiều, trái cây, khoai lang, thịt lợn, thịt gà. Nhiều nhà bán lẻ đã ký kết hợp tác tiêu thụ nông sản cho các vùng nguyên liệu, hợp tác xã nông nghiệp với yêu cầu đảm bảo điều kiện về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm. Được biết là thông qua các diễn đàn kết nối nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hy vọng sẽ thúc đẩy kết nối giữa các hợp tác xã trong nước với các doanh nghiệp phân phối tiêu thụ để ổn định đầu ra cho nông sản, khai thác tốt thị trường trong nước. Mục tiêu đến năm 2025 sẽ đạt 50% số hợp tác xã có liên kết với doanh nghiệp thay vì 24% như hiện nay. Chuyển sang một câu chuyện về mô hình sản xuất đáng chú ý khác. Thưa quý bà con, với đam mê làm du lịch và mong muốn quảng bá giới thiệu hình ảnh của quê hương Sa Đéc đến với bạn bè gần xa, thầy giáo Huỳnh Trịnh Quốc Phong, một giáo viên dạy toán ở trường trung học cơ sở Lưu Văn Lan, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đã mạnh dạn thuê đất, thiết kế và xây dựng hẳn một khu homestay giữa những cánh đồng hoa tại làng hoa Sa Đéc. Nhen nhóm ý định làm du lịch từ năm 2017, thầy Phong quyết định xây dựng một căn nhà tre để phục vụ khách tham quan với diện tích khoảng 100m². Với lối kiến trúc độc đáo từ tre, căn nhà này nhanh chóng nhận được sự chú ý của nhiều khách tham quan do lượng khách tham quan lưu trú ngày càng đông, chỉ một căn nhà tre không đủ sức chứa. Cuối năm 2018, thầy Phong quyết định thuê một khu đất rộng khoảng 4.000m² và xây dựng hẳn một khu homestay có tên là Phong Levant, tọa lạc tại phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, với tổng số 4 căn nhà tre phục vụ khách lưu trú và một căn nhà lớn dùng phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt tập thể, sức chứa khoảng 30 khách. Tại xuất thân từ giáo viên chưa qua ngành du lịch nào, thì từ đầu đến giờ tất cả những lớp tập huấn nào hầu như là tôi đều tham gia, phải biết tất cả những cái cơ bản về du lịch, về văn hóa của du lịch, các hoạt động của du lịch thì mới làm được. Tại phải tìm cái đặc trưng cho mình thì khách mới đến. Mà có được đó thì không phải là dễ. Tôi phải bằng đêm, tôi phải lên mạng tôi coi và coi những cái tài liệu từ trong tiếng Việt và từ tiếng nước ngoài hết. Chủ yếu là mình đi xem xét những cái tour du lịch của nước ngoài và những sở thích của người nước ngoài khi đến Đông Nam Á mình. Để từ đó mình sẽ có định hướng là xây dựng những ngôi nhà hoặc bố trí những cái vật dụng trong ngôi nhà thế nào và lựa chọn những thức ăn thế nào để cho phù hợp với cái người khách du lịch. Điểm đầu tiên đập vào mắt mọi người khi đến khu homestay này là phần lớn đều là không gian tre, từ những cây cầu cho đến những chiếc ghế ngồi hay những chiếc đèn ngủ. Thì người dân nơi đây thì rất là thân thiện, thầy chủ của cái homestay thì rất là nhiệt tình đón tiếp của chúng em từ ngoài cổng ngoài đưa tụi em vô, giống như kiểu một chút xúc động về cái sự nhiệt tình hồ hởi của người dân nơi đây. Tôi thấy rất là thú vị vì có nhiều hoạt động để tham gia trải nghiệm. Tôi rất thích khi được ngắm hoa, hái rau và thấy những con ếch. Tôi sẽ đến đây nữa với bạn của tôi. Ngoài mở homestay, thầy Phong còn liên kết với những hộ dân trồng hoa màu, cây ăn trái và trồng hoa xung quanh khu vực homestay để khi có khách đến thì dẫn khách đến ngắm hoa, mua hoa, trải nghiệm làm nông dân với các hoạt động như bắt ốc, hái trái, hái rau. Qua đó đã giúp cho những bà con xung quanh có thêm thu nhập.
Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động. Và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. Trên 70%, đây là lượng thiếu hụt dòng chảy tại nhiều sông suối quan trắc hiện nay. Điều này cho thấy hạn hán và xâm nhập mặn sẽ còn diễn biến vô cùng phức tạp thời gian tới. Theo đó, dòng chảy của một số sông suối thiếu hụt trên 70%, nhiều sông đã xuống mức thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc lịch sử như sông Thu Bồn, sông Trà Khúc. Hiện tại, dung tích các hồ chứa thủy lợi chỉ đạt từ 25% đến 55% dung tích thiết kế. Bắc Trung Bộ đã có 55 hồ nhỏ đã cạn nước, Nam Trung Bộ 281 hồ nhỏ đã cạn nước. Xâm nhập mặn xảy ra ở hầu hết các tuyến sông, bao gồm sông Cấm, sông Danh, sông Thạch Hãn, sông Bến Hải, sông Thu Bồn, có nơi mặn vào sâu tới 30 km. Phạm vi ranh mặn với nồng độ 1 gram trên 1 lít đã gây ra tình trạng thiếu nước ngọt cho khoảng gần 6.000 hectare cây trồng. Trong trường hợp nắng nóng gay gắt tiếp tục đến cuối mùa khô, tổng cộng sẽ có khoảng 65.500 hectare bị hạn hán, thiếu nước và có khoảng 138.800 hộ thiếu nước sinh hoạt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi sát tình hình, phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất lịch điều tiết các hồ chứa thủy điện để bổ sung nước cho hạ du. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện mô hình sản xuất đáng chú ý của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Bằng việc làm cụ thể, hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, qua 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo bức tranh nông thôn xã Gia Viễn của huyện Cát Tiên đã và đang đổi thay từng ngày. Trong đó, việc hoàn thành tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân đã trở thành điểm sáng tạo lan tỏa với các địa phương trong huyện. Từng là hộ nghèo, nguồn thu nhập của gia đình anh Trần Nam Trung, xã Gia Viễn trước đây phụ thuộc vào cây điều, nhưng cũng không mấy ổn định bởi giá điều và năng suất luôn bấp bênh. Tuy nhiên, năm 2010, được thụ hưởng chính sách của chương trình xây dựng nông thôn mới của nhà nước, đời sống gia đình anh khá lên. Ngoài cây điều, giờ 1 hectare đất sản xuất của gia đình anh được tập trung phát triển kinh tế vườn hộ, kết hợp cây ăn trái, chăn nuôi. Nguồn thu nhập này đã giúp gia đình anh thoát nghèo và trở thành hộ khá. Theo chủ trương của nhà nước thì gia đình cũng có chuyển đổi sang một số cây mà có năng suất và chất lượng cao. Điều ghép cơ sản thì năng suất nó hơn hẳn, cao hơn hẳn, canh tác thêm một số cây ăn trái. Phát huy tiềm năng để đẩy mạnh phát triển kinh tế phù hợp, tại các chi bộ, cơ sở, quá trình thực hiện tiêu chí phát triển sản xuất đã bám sát nghị quyết của đảng ủy xã, tổ chức họp bàn, xây dựng kế hoạch, trong đó tập trung tuyên truyền nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng có năng suất chất lượng cao vào sản xuất. Có những cái mà chi bộ phải tự năng động, tự sáng tạo, đấy. Bởi vì cái địa hình của Cao Sinh là đặc thù hơn các địa hình của cái địa bàn khác. Với cái trăn trở đó thì chi bộ cũng lãnh đạo chỉ đạo, tức là lồng ghép chăn nuôi và sản xuất thâm canh, tức là đưa cái cây lúa năng suất cao để xây dựng các cái mô hình làm lúa sạch để nâng cao lên cái mức sống của nhân dân được ổn định. Đời sống ngày xưa thì khổ thì bây giờ nâng lên rồi đấy. Bây giờ đỡ mất công chăm sóc và trước là phải là toàn bằng người, sức người không, bây giờ là công nghệ đổi mới rồi nên là làm lên máy móc, bà con đỡ vất vả. Với đặc điểm kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, xã Gia Viễn ngay từ khi thực hiện tiêu chí phát triển sản xuất, địa phương đã khuyến khích người dân phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả gắn với tiêu thụ sản phẩm. Không chỉ phụ thuộc vào cây điều như trước đây, trên địa bàn hình thành nhiều mô hình nông nghiệp mới như cây ăn trái hơn 10 hectare, trên 1.600 hectare lúa chất lượng cao, sản xuất 3 vụ mỗi năm cho năng suất 7 tấn mỗi hectare, tăng 4 tấn so với năm 2010. Với gần 100 hectare mặt nước hồ đã tạo điều kiện cho bà con phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. Nhờ đổi mới trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, cải tạo vườn điều nên đã mang lại hiệu quả kinh tế. Đặc biệt với 4 hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ thương mại trên địa bàn xã hoạt động ổn định đã tạo thuận lợi cho bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập người dân, đến nay đạt bình quân 45 triệu mỗi năm, tăng hơn 20 triệu đồng so với năm 2009. Đời sống nhân dân thì đã từng bước ổn định rồi, thì chúng tôi tập trung cho cái sản xuất rồi, thì ngoài ra cần chú trọng thêm một số các cái mũi nhọn khác, như vụ như là ngoài mũi nhọn nó là cái nghề phụ, rồi một số các cái chăn nuôi, rồi tạo công ăn việc làm. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được xác định là mục tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới. Với những việc làm phù hợp, đúng đắn, không chỉ thúc đẩy kinh tế xã Gia Viễn phát triển, nâng cao hơn nữa đời sống người dân, đây còn là thuận lợi để địa phương thực hiện về đích theo tiêu chí nâng cao vào cuối năm 2020. Thưa quý bà con, nội dung chia sẻ đáng chú ý trong chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 026 33 82 99 30. Còn bây giờ, Thiên Phước và Kim Quý xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.